Sách khoai tây mà kết hợp cùng phô mai kéo sợi thì sẽ có kết cục như thế nào? Cùng đấu tranh muộn màng với tôi thôi. Chào mừng đến với căn gang nam không có một của tuyển dụng tôi. Những người bạn đang chờ sẵn trong đó rồi. Hai bạn ở đây chờ lâu lắm rồi đúng không? Để xem hôm nay ăn gì nào. Cái trend mà mix next khoai tây với lại phô mai kéo sợi thì nó đã qua từ đời nào rồi. Nhưng mà tôi cũng rất là tò mò với cái sự kết hợp lạ lùng này. Cho nên là tôi cứ làm thôi. Vị original này á đúng là vị yêu thích của tôi nha. Và vậy thôi. Để làm món này thì chỉ cần vài ba anh snack khoai tây là đủ. 6 lát nha. Giờ thì tôi sẽ dặm nhỏ snack khoai tây ra. Càng nhỏ càng tốt. Chắc vậy thì cũng được rồi ha. Bây giờ đến lượt nữ chính của chúng ta. Phô mai. Xé sợi nhỏ rồi cho vô nè. Để cho khoai tây và phô mai nên duyên thì cần thêm một ít chất xúc tác 100 độ. Hay còn gọi với cái tên bình dân đó là nước sôi. Rồi. Để nắp cho hai em có không gian riêng để tìm hiểu nhau. Trong lúc chờ đợi thì tôi sẽ uống bình trà sữa gấu này. Gấu hay là mèo ta? Bình này thì tôi được tặng khi mua trà sữa ở Mama Coffee and Tea á. Thàn thàn, quay lại với chuyện tình snack khoai tây và phô mai thôi. Sao mà hai em không còn hòa hợp với nhau ta? Bánh đi đường bánh, phô mai đi đường phô mai. Phô mai thì đã chảy rồi á, kéo sợi rất là chất lượng luôn nè. Ăn thử xem sao. Đúng là không liên quan luôn á. Phô mai dẻo dai đường phô mai, khoai tây rời rạc đường khoai tây. Nó sao ta? Nó dở thật sự nha. Cái vị cứ lỡ lỡ các rồi. Nhưng mà cái snack thì nó nát ra ở bên dưới rồi, không có dính vô với cái phô mai ở bên trên nha. Nó nát mềm kiểu cháo cháo mà vị snack á. Trà sữa thì có mùi trà hơi lạ, nhưng mà cũng khá là dễ uống á. Nói chung là tôi không có khuyến khích mọi người thử món này. Dọn dẹp rồi đi ngủ nha. Bye bye. Ăn chay mà mê ăn vặt thì phải làm sao? Không lo, vô đây tôi chỉ cho mấy món bánh ngon lắm nè. Chào mừng đến với căn gang nam không có một của tuyển dụng tôi. Những người bạn đang chờ sẵn trong đó rồi. Hai bạn ở đây chờ lâu lắm rồi đúng không? Để xem hôm nay ăn gì nào. Hôm nay chúng ta có một hộp bánh khoai lang và một gói bánh rau củ heo thị. The Happy Kitchen thì bữa trước tôi có ăn bánh trung thu rồi. Bánh nhân khoai môn siêu ngon. Mọi người có thể xem lại chiếc clip đó ở đây. Tôi sẽ tiếp tục review đủ loại bánh trung thu mặc kệ cái cân nha. Đầu tiên là bánh rau củ rong biển. Đóng gói dễ thương ha. Ngoại hình của em này thì nhìn rất là lạ. Tôi chưa có thấy chỗ nào mà có rau củ trong bột bánh kiểu kiểu vậy hết. Hai đầu bánh là rong biển vụn với một xíu mè rang rất là bắt mắt. Chưa ăn mà tôi đã cảm nhận được cái sự heo thì rồi. Hãy cùng xem bên trong có gì nào. Ui, ở giữa có cái nhân gì sánh sánh á. Là mayonnaise nha các bro. Cốt bánh thì mềm, mịn, thơm. Độ ngọt thì vừa phải. Phần rau củ nướng cũng thơm lừng luôn. Mayonnaise mặn mặn, ngọt ngọt và không có quá ngấy đâu. Thường thì ăn kèm bánh kiểu này thì sẽ là chà bông. Nhưng mà do là phiên bản bánh chay cho nên là chà bông được thay bằng rong biển. Vẫn có một chút mặn, lại thơm, giòn, cân bằng với cái phần bánh. Không ngờ bánh heo thì mà ngon vậy luôn á. Cuộn bánh thì không quá lớn, rất là thích hợp để ăn một người. Giờ chuyển sang món bánh tiếp theo nha. Này là bánh khoai lang mô phỏng hình dạng củ khoai thiệt á. Áo bên ngoài là một cái lớp bột gì đó màu tím vàng nhạt. Bẻ củ khoai ra xem sao. Wow. Phần nhân bên trong màu vàng y chang củ khoai mật luôn nè. Nhâm nhâm thôi. Úi, không biết tiệm làm từ cái gì mà ăn vô mùi gì y chang như khoai thiệt luôn á. Nhưng mà kiểu nâng cấp hơn. Nó béo thơm mùi sữa, ẩm mượt ở trong miệng. Ý như là cái phần mật của khoai mật luôn. Bánh cũng không có hề ngọt nha. Nó rất là khoai luôn á mọi người. Theo tôi được biết thì tiệm này chuyên dòng bánh healthy cho người ăn chay. Nhưng mà tiệm cũng có dùng trứng sữa cho nên là ai ăn thuần chay không trứng sữa thì lưu ý nha. Tôi cực kỳ recommend bánh của tiệm nha. Tôi ăn xong rồi, dọn dẹp rồi đi ngủ thôi. Chúc mọi người ngủ ngon, bye bye. Đầu bếp Tiểu Ăn Dụng lưng danh đã quay trở lại cùng một món đến từ Hàn Quốc xa xôi. Mì, lạnh, nước. Liệu buổi ăn đêm nay có thành công? Chào mừng đến với căn gang nam không có một của tuyển dụng tôi. Những người bạn đang chờ sẵn trong đó rồi. Hai bạn ở đây chờ lâu lắm rồi đúng không? Để xem hôm nay ăn gì nào. Tự dưng hôm nay bên ngoài trời mưa làm tôi nhớ Hàn Quốc quá. Đặc biệt là nhớ cái món mì lạnh này nè. Vậy nên là tôi mạnh dạn nấu mì lạnh tại nhà. Order được bên Tèo Bocky set mì lạnh tự nấu. Sợi mì lạnh thì được làm từ kiều mạch, khoai tây, khoai lang với lại củ dông. Cho nên là sẽ có cái màu nâu nâu xám xám vậy nè mọi người. Bên trong thì còn có hai cái gói nước súp nguyên chất nữa. Theo như hướng dẫn trên bao bì thì bịch mì lớn này sẽ nấu đủ cho hai tô. Tôi chỉ có một mình thôi cho nên là nấu phần nửa số mì thôi. Đầu tiên thì tôi sẽ pha nước dùng trước. Do là phải có thời gian để trong tủ lạnh cho nó lạnh á. Pha một gói súp nguyên chất với nước lạnh. Khuấy đều.
Xong rồi, cất tủ nước vào tủ lạnh nha. Giờ thì tôi sẽ chuyển sang nấu mì. Nước sôi thì mình cho mì vô nè. Tôi sẽ canh mì theo như tổ tiên mách bảo nha. Chắc vậy là được rồi á. Không quá cứng cũng không mềm nhũn. Vớt mì ra thì cho ngay vào cái tô đá để sợi mì bớt nóng mà vẫn giữ được cái độ dai. Đã xong, cho mì và súp gặp nhau thôi. Tô nước dùng này là hồi nãy tôi cho ẻm đi tắm mát ở trong tủ lạnh á. Ăn mì không á thì quá là đơn điệu, cho nên là tôi sẽ thêm một cái trứng luộc lòng đào lên trên. Vừa đẹp lại vừa ngon. Thảm than, món mì lạnh Hàn Quốc của tụi anh Dũng đã lộ diện. Cùng thử xem mùi vị nó có ngon không. Thử cái nước dùng trước. Ôi, vị hơi lạ á. Nó chua nhẹ, hơi lợ lợ. Không có cái vị mặn đâu nha. Sợi mì thì rất là ngon. Và nó dai dai ra giữa miếng và mì, chứ không phải là kiểu bột bột như là sợi mì bình thường. Trứng lòng đào béo ngậy ăn cùng sợi mì khá là hợp. Ăn kèm với mì lạnh thì chúng ta có 2 ly trà con vịt vàng ngộ nghĩnh này. Này là trà chanh cốt dừa, còn này là trà nho candy. Trà chanh cốt dừa nó hơi sữa chua vì nó có vị béo của cốt dừa và cái vị chua của chanh. Kiểu rất là thức uống vị sữa chua luôn. Nước dùng này thì tôi không có thích lắm, nhưng bù lại thì sợi mì ngon đúng kiểu tôi ăn ở bên hàng luôn. Nhanh nhanh, giờ hãy thử trà nho candy. Úi, đúng là mùi candy luôn á. Rất rất là kẹo ngọt. Cái rồ có đang ăn đêm giống tôi không? Nói chung thì set mì này khá dễ nấu nhưng mà hơi kén người ăn. Mọi người cũng nên mua về trải nghiệm coi có cùng ý kiến với tôi không nha. Ăn xong rồi dọn dẹp rồi kéo mền kéo gối đi ngủ thôi. Chúc mọi người ngủ ngon, bye bye. Có ai mê mẩn những món béo béo tan trong miệng như banana cotta không? Có thì cùng tôi ăn banana cotta hai vị lạ lùng nào. Chào mừng đến với căn em không có một của tiện dụng tôi. Những người bạn đang chờ sẵn trong đó rồi. Hai rồi đây chờ lâu lắm rồi đúng không? Để xem hôm nay ăn gì nào. Hôm nay chúng ta có một hộp bánh banana cotta mix hai vị và một chai sữa hạnh nhân. Rồi cùng unboxing với tôi nè. Đầu tiên thì tôi có các cái gói topping và gói sốt như vậy. Lê hầm hibiscus nghe lạ ghê ha, không biết mùi vị làm sao nữa. Còn này là hạt dẻ cười với hoa hồng khô. Gói này thì là đường đen ăn kèm caramel trái. Shop còn đính kèm một cái tờ giấy giới thiệu món ăn và thư cảm ơn nữa. Hộp bánh thì chia thành hai ngăn để dễ dàng thêm hai loại sốt riêng biệt đó mọi người. Giả bộ đổ topping đi co đồ đồ cho nó sang chảnh. Thàn thàn, món banana cotta mix các vị đã hoàn thành. Các bro thấy đủ chuẩn năm sao chưa? Hôm nay thì tôi sẽ uống kèm với lại sữa hạnh nhân cũng bán chung chỗ Mary Dessert của banana cotta luôn á. Mùi sữa thì tôi thấy cứ kiểu lúa mạch á, vị thì nhạt, không có bị ngọt quá nha. Giờ tôi sẽ ăn bên banana cotta có lê hibiscus trước. Banana cotta mịn màng, béo ngậy, tan trong miệng, thơm nhẹ nhẹ. Miếng lê mềm mềm, thấm đẫm vị chua chua, ngọt ngọt từ hibiscus. Tôi có rắc thêm hạt dẻ cười hoa hồng khô nên là ăn giòn bùi khá là vui miệng. Sự kết hợp này ok là nha. Giờ tôi đến cái ngăn bánh kết hợp với sốt caramel. Bên này thì mang đến cảm giác béo, ngọt và thơm đậm cái mùi đường cháy. Kiểu như ăn bánh lăng caramel nhưng mà mềm tan và ngậy hơn. Nhìn chung thì cả hai vị đều ổn áp, chấm 8 điểm. Sữa hạnh nhân uống với đá thì có hơi nhạt một xíu, chắc là để lạnh thôi thì sẽ vừa vị hơn á mọi người. Ăn xong, dọn dẹp rồi đi ngủ thôi. Chúc mọi người ngủ ngon, bye bye. Đừng quên like và subscribe kênh YouTube Mật Ngọt TV của tụi ăn vụng tôi nha.